Thì nói chung ra xin lỗi cộng đồng mạng, cũng tha thứ cho nó, tại vì cái hoàn cảnh nó ép buộc nó. Thành ra giờ á, bên thân nhân chị em ruột thịt, cả cha mẹ, giờ mẹ mất rồi, cũng thông cảm đi, bỏ qua đi cái sự việc của nó. Tại nó có lỡ cái lời, thì thôi giờ nói chung ra sáu đứng kẻ giữa. Thì hoàn cảnh nó khó khăn về mặt tiền bạc, mà bên Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Thầy ở đây là sáu rất cảm ơn dùm cho nó thôi. Chứ cũng có cái lời mình xin lỗi Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho Phượng. Rồi nếu mà nó có lỗi chuyện gì sai trái là ăn tiếng nói của nó, thầy cũng tha lỗi cho nó. Nếu thương á, thương cháu Kiên, thầy giúp đỡ cho cháu Kiên đi, chứ đừng có trách móc Phượng nữa. Tại vì nó quá khổ, hoàn cảnh nó vậy. Thầy giờ nó phải nói thêm nó bớt một hai câu vài câu. Thầy xin Mạnh Thường Quân, bà con đồ, chị em cô bác đồ cũng thương giúp đỡ giùm cho nó đi. Rồi sáu rất cảm ơn. Kiên số năm kỳ vậy? À, mới mua luôn hả? Chưa có gì ảnh à? Chưa có ảnh à? Trời ơi, Kiên năm vậy mới năm được à? Ấy đồng ảnh thức à? Sao sẵn đây sao nói luôn trong cộng đồng mạng. Dạ. Cũng như là chị em bà con thương thì giúp đỡ cho Phượng. Chắc con đem mít vô nha. Rồi. Để nói cho nó rõ. Thương thì giúp đỡ cho Phượng. Dạ. Tại vì con nó vậy, nó lỡ lời có sai trái cái gì đó cũng bỏ qua giùm. Dạ. Nha. Chứ ngoài ra nói chung ra là tại vì nó khổ quá, nó hơi sai trái lời ăn tiếng nói một chút. Xin cộng đồng mạng bà con đồ đó, thương tình giúp đỡ cho cháu đi. Dạ. Sao cũng rất cảm ơn. Tại vì hoàn cảnh nó cũng khó khăn. Dạ. Thì vậy đó là sao cảm ơn nhiều. À, cô Sáu là cô ruột của chị Phượng đúng không? Đúng rồi con. À, hôm rồi là đóng tang của mẹ của chị Phượng là cô ở dưới quê mới lên. Dạ. À, thì chắc những cái video hôm trước là cô có xem hết rồi. Có. Thì nói chung là cũng có hai chiều. Một chiều thì cũng phản biện lại chị Phượng là nói này nói kia. Thì hôm nay là cô Sáu lên là cũng mong muốn là cộng đồng mạng và cũng như là bà con của chị Phượng là hiểu về chị Phượng nhiều hơn cái gì. À, những cái lời nói nó không, đôi lúc nó cũng có sai trái, có chút sai sót ha. À, đúng rồi. Nhưng mà cụ thể là sai trái như thế nào cô Sáu? Cũng như là nó nói cái cộng đồng mạng, nó lên cộng đồng mạng nó nói là nó làm đĩ gửi tiền về cho cha nuôi mẹ cũng có chứ không phải là không. Yeah. Cái đó là Sáu đồng ý. Yeah. Cũng có đôi lúc chứ không phải là không có. Yeah. Sáu nhận xét của nó là có. Yeah. Tại vì nói chung có lúc nè Sáu đi bán vé số bên đây nè, ở Bình Dương mình nè, ngay chân cầu Bà Lụa. Yeah. Rồi có cái ông đó là nó nói cô ơi, cái ông đó nặng nỉ con hoài nhắm mà con đi được không. Nó nói con đi được thì con đi, tại hoàn cảnh khổ cô không nói gì. Nó thẳng ra là cô, sự thật là cô cũng cho. Dạ. Tại vì nó có lời hỏi mình. Ừ, nếu hoàn cảnh con khổ vậy đó, con không tiền mua tả, mua đồ cho con. Dạ. Cho thằng Kiên. Thì con cứ việc con đi, ở đây không ai ép buộc. Dạ. Thì sao cũng có đồng ý cho đó, chứ không phải là không có. Có nghĩa là cái việc làm của chị Phượng là cô biết. Biết. Trước đây là cô biết là bao lâu rồi cô? Cũng cách năm nay nữa ha, 3 năm rồi. Rồi cô mới đi chỗ khác ở đó, cô đi qua bên Đồng Nai cô ở đó. Dạ. Ừ, có đôi lúc đó, người ta cho gạo nó cũng có cho cô chứ không phải là không có. Yeah. Cho mì, cho đường. Yeah. Bột ngọt đồ. Yeah. Nói chung là cô không có nịnh bợ ai hết, tại vì cô ăn chay niệm Phật. Yeah. Cô, bên cô không có tổ tiên chứ ngoài là không có đâu, nếu mà cô không có tổ tiên là cô chết rồi chứ không còn sống được tới bây giờ đâu. Yeah. Cô cũng cứu người dữ lắm. Yeah. Người ta đã hoạn nạn bệnh hoạn rồi đó, là nói chung ở đây là cái tâm linh thầy người ta mình thấy vậy đó, mình cứu người ta mà ở đây là nói chung ra Sáu không có ăn tiền ăn bạc ai hết tất cả. Yeah. Chỉ là biết rồi mua đủ lễ cho Sáu cúng chứ ngoài ra là Sáu không có ăn tiền ăn bạc ai hết. Sáu. Yeah. Thề hôm nay là Sáu 60 tuổi. Yeah. Nếu nó gian tiếng nào á, Sáu làm cứu người ta đó, làm phép làm mùa đó, là bên chính sái đại càng đó bắt Sáu, hoặc khi bà cố bà không bắt Sáu học máu chết tại chỗ này. Yeah. Sáu cứu người không. Yeah. Chứ không bao giờ Sáu ăn tiền ai hết tất cả. Thì hôm vừa rồi á, thì con chia sẻ về cái video của hoàn cảnh của chị Phượng á. Thì chị Phượng là tự nhận là mình làm này làm kia á. Thì thật sự nó có chuyện đó, nó con cũng muốn nhắc tới để làm gì, bởi vì cái chuyện này nó còn nhạy cảm, là thêm chị Phượng thêm buồn nữa.
Nhưng mà ở dưới quê á, có điện lên cho con á, là nói là chị Phượng không có làm chuyện đó đâu, chẳng qua là bịa đặt để lấy lòng thương của Mạnh Thường Quân. Không có, thì có hôm nay thì có. Con gặp trực tiếp Sáu thì Sáu mới nói là con mới biết là đúng là chị Phượng có làm cái điều đó. Sáu là bữa hôm hồi trưa giờ là Sáu cứ gọi cho con đúng không? Đúng rồi con. Thì Sáu gọi cho con để đến là Sáu nói về chị Phượng với lại hoàn cảnh của Sáu như thế nào đó. Con cũng chưa nghe rõ được cái hoàn cảnh của Sáu như thế nào. Bây giờ là hoàn cảnh của Sáu á, coi như là Sáu có con thằng trai lớn nó ở với Sáu, mà giờ hai chồng chia tay, thì chồng có vợ khác, rồi chồng vợ nó có vợ có chồng khác, bây giờ bỏ lại hai đứa cháu nội Sáu nuôi, mà Sáu cũng đi lượm da chai bán vé số. Có bữa thì thằng vé số á, bữa nào ế nó kêu đưa cho Sáu bán, rồi chừng nào mà nó đắt thì nó có đưa Sáu bán. Rồi Sáu bỏ ra Sáu lượm da chai để nuôi hàng ngày đặng mà đóng tiền nhà trọ. Rồi lúc nó bệnh hoạn đó, rồi Sáu cũng gắng chạy tầng chạy tảo để mua thuốc cho cháu nội uống. Thì giờ Sáu xin cộng đồng mạng nếu mà thương tình thì giúp đỡ cho Sáu. Sáu biết mang ơn. Tới đời chết Sáu vẫn đem theo. Thì bây giờ tiếp tục cái chị Phượng mày quá à, đi bán số mày quá à. Tưởng người khỏe ngồi nói chuyện chút. Được không? Dạ, ngồi đây chị. Nói chung thì cái sự việc vừa qua thì con thì con tin tưởng chị Phượng. Thật sự từ đầu đến cuối luôn, con gặp chị Phượng là cách đây là hơn một năm rồi. Thì con tin tưởng chị, những cái lời nói của chị Phượng nên con mới kết nối Mạnh Quân giúp đỡ cho chị Phượng. Nhưng mà con hy vọng là chị Phượng là nói tất cả đều sự thật. Thì như lúc nãy con nói thì chị Phượng nói này kia ở dưới quê thì phản biện cho con liên tục, điện cho con là nói chị Phượng không có làm này kia. Thì hôm rồi á, cái sự việc cũng rất là đáng buồn. Để chị cắt lời nói của em đã, chị hỏi cô chị một chuyện là cho cô chú hiểu luôn. Hỏi Sáu à, lúc mà kia em bệnh đó, con có đem con lên đây á, là đi xin tiền người này người kia để nuôi cho nuôi con hả, là con cho ai không? Sáu trả lời đi. Cái đó là không thấy. Nói chung ra nó bệnh mà chở đi xin tiền đó là không có. Rồi trừ ra chỉ có cái ông Sáu ở dãy nhà trọ cho ông Sáu Lan đó. Ông Sáu Quang đó. Là có giúp đỡ cho nó làm cái giấy đặng mà báo cáo với nhà nước bên công an đó. Thủ Dầu Một mình nè. Mượn gì? Tính tiền hàng tháng chị nói với mỗi giờ nó cắt rồi đó. Phường gì? Phường Phú Thọ. Phường Phú Thọ. Đó là giúp đỡ cho nó để hàng tháng là mà cấp dưỡng cho con nó vậy thôi. Cái đó là có bằng sự thật. Chứ ngoài ra là nó chưa có đi dắt nhỏ đi sinh. Rồi con hỏi cô điều thứ hai nữa, mà em con nó nói con á là đi lên trên đây á là con gạt cô chú Mạnh Thường Quân này cái nọ, là con làm tiền cô chú Mạnh Thường Quân, mà cái đó là con có hay là không? Nó suy xét lại giùm con mấy câu đó. Cô chú Mạnh Thường Quân giật cô nói con này ra là cô chú Mạnh Thường Quân là mới hiểu còn nhiều hơn. Nó còn nói ra làm tiền đó là không phải là làm tiền, mà có con cái trên lệch nó xê trái gì cả, tại vì mà bên cộng đồng mạng bên Mạnh Thường Quân thấy cháu nó vậy, gọi đây là người ta giúp đỡ, người ta hỏi cái tình hình hoàn cảnh sao, khó khăn cách nào, gọi đó là người ta giúp đỡ cho, chứ ngoài ra nó làm tiền không phải là làm tiền. Có con cái là sai trái kiểu này, nó cha nó đánh nó bị ra vậy là Sáu không có cái cho đó, là Sáu không đồng ý. Tại vì nó té, lúc đó có quay Sáu lên luôn mà, hỏi Sáu đi theo Sáu nè, với chung một lượt nó luôn, quay trở về luôn. Sáu mới nói cộng đồng mạng đó, là nói chung cưng ơi, đánh thì nói chung là Sáu không có ở dưới, Sáu không biết. Chỉ là biết là nó té vô cái cục gạch, cục đá bự vậy nè, là nó bể đầu ra máu vậy đó, rồi bắt đầu từ đó là sao là nó bị bệnh luôn đó. Là tự té hay sao con? Nó giỡn nó té. Không có té. Mà giờ nếu mà té thì cái trán bị có thẹo đúng không? Không có té. Em nhìn cái trán em có bị thẹo không? Cái đầu á, chứ không có bị chém. Cái đầu này là có cái thẹo này. Cái đầu này á là cái thẹo đó là lúc mới đẻ ra 10 lần nó có cái thẹo này. Còn cái thẹo này là em biết bị cái gì không? Lúc chị muốn mà đường mới bắt nó là nó thất bệnh á, là như vậy đó, là y gan chị kể đó. Là cái thẹo này đã té đập vô trong cái cánh cửa mà cửa thiếp á, nó bị cắt. Chị vợ là chị chở đi mai mà bác sĩ nó hôm mai không được. Tại vì nó dậy nó quá trời đụng vô mình nó không được. Đó. Là cái đó là bên kia là có chứng kiến cho chị à. Tại chị muốn nhà người ta có chứng kiến à. Theo lời chia sẻ của chị Phượng á, chị Phượng nói là lúc mà bác Kiên bị như vậy á, thì chị Phượng không phải là người chứng kiến, mà ba chị Phượng là có nói lại là ba ruột quả bác Kiên á, là có tác động đến.
Thì bây giờ thì có sự việc lúc đó thì cô có chứng kiến không? Bác kia ngã là cô có chứng kiến không? Không, sao ở trên này? Không, bà ở bên bên cồn á. Sao không có nhà mà chỉ là về nghe nói vậy thôi. Rồi lúc đó nó bị giật đó. Dạ. Phát bệnh lên rồi đó nó bị giật. Mới đưa vô bệnh viện và không có tiền để lo. Không. Lúc đó nó chưa lên con giật, nó rồi bắt đầu đưa vô tới chổng đó, rồi bắt đầu người ta lấy tỷ cái xương tỷ nó đó. Dạ. Rồi bắt đầu là về nó giật luôn tới giờ. Lấy lần thứ hai mà lấy tỷ hai nào là chị ở đó mà. Đã dạ. Hỏi ý kiến mẹ đâu dám lấy đúng không? Chứ không có mẹ đâu dám lấy. Dạ. Hỏi ý kiến của người mẹ người cha nó mới dám lấy. Giờ cô một chiếc giữa, giờ con hỏi cô một lần gì, đứa nào cũng cháu hết mà cô trả lời thành thật hay con, rồi thằng kia bị trong bụng mẹ ra hay lớn mới bị con hỏi cô trả lời cho cô chú con làm bạn biết. Cái này nói chung ra hồi đó Sáu còn ở dưới quê đó, là nó hồi lúc nó 7 tuổi á, nó còn đi bắn đạn với thằng này. Dạ. Nó còn chơi. Có nghĩa là trước khi 10 tuổi là bác Kiên rất là bình thường, vẫn đi học bình thường cô ha. À, đúng không? Lúc đó nó bị là năm 8 tuổi. Năm nó bị là 8 tuổi, bước qua năm 7 tuổi rồi năm 8 tuổi nó mới bị. Năm nó lên lớp 2 đó. Dạ. Cái đó có làm sao sao nói vậy? Dạ, dạ. Chứ Sáu không nói được sai trái trong lương tâm Sáu. Dạ. Tổ quyền của Sáu là nặng lắm chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Dạ. Trong lương tâm của Sáu. Còn thôi bây giờ cái chuyện đó thì mình góp lại đi. Bởi vì con thấy giờ cái mổ xẻ ra thì nó cũng có hay ho gì. Đủ thứ chuyện hết. Bây giờ mình cứ nói về cái chuyện hiện tại đi. Thì hôm rồi ấy, thì nói chung cũng xảy ra cái chuyện rất là buồn là mẹ của chị Phượng mất á. Thì chị Phượng có chia sẻ rằng là ở dưới quê là không có cho chị về. Là cái sự việc nó là như thế nào cô? Con cũng muốn biết rõ là chị Phượng là cố tình không về hay là có người ngăn cản? Không, không cho về. Chính dạ. Là Sáu về dưới năn nỉ nhờ người chị thứ ba nó. Dạ. Lon ơi, thôi dù gì mẹ con cũng mất rồi cho ông Phượng nó về đi. Nói với Hồng rồi cho nó về đó, để tang cho mẹ con, đốt nhang cho mẹ con. Rồi con Lon nó mới trả lời lại câu này. Hồi tại viện Phượng á, hồi mẹ con á còn á, nó quay cái clip lên rồi con Hồng nó mới mở ra đưa cho mẹ con coi. Là nói con đi làm đĩ về lo cho cha cho mẹ, rồi mẹ con mới giận. Mẹ con nói á, hồi lúc còn sống á, không tin hỏi chú Năm đi. Đó, ngay trước mặt chú Năm luôn, mẹ con chăn chối lại. Là lúc mà mẹ con mất đó, là không cho con Phượng về. Điều thứ nhất qua điều thứ hai là coi như là cắt số liên lạc điện thoại luôn. Nó này Sáu năn nỉ nó mà nó không cho, rồi nó nói con không biết nó muốn cho nó về mà tại viện Hồng nó không cho về, không chịu cho về. Rồi về đây là sùm mất công nữa. Cái đó là Sáu nói thẳng luôn. Yeah. Sao không nói thêm nó bớt cho ai hết tất cả. Yeah. Gần đây thì có một mạnh thường quân á là nói là sẽ hỗ trợ đưa chị Phượng về tận quê để thắp nhang cho mẹ của chị Phượng á. Thì ý cô Sáu là như thế nào? Mình có về được hay không? Ở dưới nó có ngăn cản những cô Sáu? Nói chung ra mạnh thường quân giúp đỡ là về được. Dạ. Chứ không ai mà để chen chân vô để nói được tất cả. Dạ. Tại vì trong khi đám tang về không được. Rồi bây giờ cái đó là mình nhờ bên mạnh thường quân đưa về. Dạ. Tại vì bên thân nhân ruột thịt không cho về. Ừ. Thành ra Phượng không có được về. Dạ. Rồi giờ có bên mạnh thường quân đưa về. Thì ở đây là nói chung ra là được tất cả. Dạ. Có làm sao thì Sáu chịu vậy? Chị là nói trong cộng đồng mạng là chị làm cái nuôi con á. Ừ. Là nó nói là chị cũng như là dặn như là nó nói mẹ chị không thích. Yeah. Nó hồi mẹ chị á, nó hồi chị làm gái khi nuôi mẹ chị là nó hồi mẹ chị không thích mà chứ là chị muốn nghe mẹ chị nói thiệt. Yeah. Nhưng mà mẹ chị lúc mà chị có làm á thì chị có nói với mẹ chị mà mẹ còn nói cẩn thận nghe con, kiên bệnh nó nghe con. Rồi lúc chị về chị có nói hết luôn mà chứ chị không nói đâu. Bây giờ mẹ mất á thì ai cũng nói là mẹ phản đối là không cho chị về. Thật sự mẹ chị còn cách khoảng chừng hơn một tuần phía ở dưới á thì mẹ còn nói chuyện chị mẹ nói á. Rồi nào con về với con nói mẹ gắng con hai bữa đi con tranh thủ con về. Thì mới nói mới có hai ba ngày thôi thì ví dụ mua xe đó thì chị điện nghĩ là chị mới biết là mẹ chị bị trong về chứ không ai điện cho chị luôn. Nói giờ mẹ mất thì ai cũng nói là như vậy đó. Ai cũng nói là nếu mà mẹ nói là không muốn chị về. Thì cũng lý do sao mà mẹ chị không muốn chị về. Một chị về chị không có tiền là nó mang cho mẹ chị. Mẹ chị không được chỗ yên nghỉ. Còn hai nữa thì nếu mà chị không về á mẹ bỏ tiền á làm nó ma cho mẹ chị thì mẹ chị được ưu toàn hơn thì nếu như chị nghĩ là mẹ chị như vậy thôi. Yeah. Cái suy nghĩ sao mà làm nó ma là phải 100 triệu sao chị có tiền chị lo đúng không? Dạ. Yeah. Giờ chị không có thì khoan chị không hiểu chị ở trên đây thôi.